Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 29 tháng 9 của Dusanvina. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ký kết biên bản hỗ trợ nghiệp vụ cho y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tại Seoul. Tóm lược giải cúp vô địch bóng đá Festival mùa thứ 6. Tham dự lễ khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên của trường cao đẳng nghề Việt Hàn Quảng Ngãi. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 9 vừa qua, tại Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về việc hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ y tế cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi do Dusan và Cao đồng tài trợ. Chứng kiến buổi lễ ký kết có lãnh đạo Dusanvina Yong In Jung, lãnh đạo Bệnh viện Trung An Kim Song Đốc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi. Nội dung ký kết hợp tác bao gồm việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Sở Y tế Quảng Ngãi với Bệnh viện Đại học Trung An Hàn Quốc trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong vòng 1 năm kể từ khi biên bản được ký kết. Tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Bệnh viện Trung An, Giáo sư Tiến sĩ Kim Xuân Đốc cho biết, chương trình hỗ trợ y tế cho tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra 8 năm vừa qua kể từ tháng 5 năm 2009 để đem lại nhiều kết quả trong các lĩnh vực như phẫu thuật chỉnh hình, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo địa phương. Ngoài ra, nhiều thiết bị y tế cũng đã được trao tặng cho các bệnh viện trong tỉnh. Cũng trong chương trình này, hai bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng đã được đưa sang Hàn Quốc để đào tạo nghiệp vụ trong thời gian 1 tháng. Bí thư tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, trong 8 năm vừa qua, giữa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Trung An đã có bước phát triển tốt. Đặc biệt, Dusanvina đã có nhiều chương trình hoạt động an sinh xã hội đa dạng tại tỉnh Quảng Ngãi, được người dân và các cấp chính quyền đánh giá cao. Dusanvina là làm việc tại Quảng Ngãi năm nay là năm thứ 10. Và chúng ta tự hào rằng là có 8 năm là Bệnh viện Trung An phối hợp với Quảng Ngãi, chúng ta tổ chức một cái chương trình từ thiện phẫu thuật nụ cười cho các cháu, và đến như hôm nay thì chúng ta làm được 100 ca. Rồi là ngoài ra thì chúng ta còn có một cái chương trình là định kỳ hàng năm đó, thì các bác sĩ của Bệnh viện Trung An đó, đi qua bên Quảng Ngãi tổ chức là phẫu thuật cho các cháu, rồi hỗ trợ bệnh nhân nghèo, rồi là khám sức khỏe, cấp thuốc, rồi là có cái quà tặng cho cái người dân ở các vùng nghèo trên cái địa bàn Quảng Ngãi. Đây là một cái hình tượng rất là tốt đẹp về cái việc phát triển kinh tế gắn với cái việc giải quyết cái vấn đề an sinh xã hội, nhất là cái việc chăm sóc các cái cháu bé. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao cái tấm lòng, tinh thần trách nhiệm và những cái bàn tay vàng của các y bác sĩ ở đây. Dusanvina가 베트남 꽝에성에서 자리 잡고 사업을 하고 있습니다. 그래서 두산비나의 사회봉사 활동 중에서 가장 중요한 활동이 인민의 삶의 질을 향상시키는 것입니다. 그 일환으로 의료봉사 활동을 통해서 중앙대와 함께 인민의 삶의 질을 향상시키는 데 기여를 함으로써 두산비나가 베트남에서의 로컬 기업으로서 자리 잡는 데 큰 기여를 하고 있습니다. Sau lễ ký kết, các vị lãnh đạo đã đi thăm và tặng quà cho 4 trẻ em dị tật bẩm sinh được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật trong đợt này và hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện Trung An. Nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và ngày lễ hội đoàn kết một lòng lần thứ 6, giải cúp vô địch bóng đá Festival đã được công bố. Theo đó, giải đấu năm nay quy tụ 225 cầu thủ đến từ 9 đội bóng gồm Boiler, HRSG, MHS, Water, FSD, DHD, QAD, Design và Man of Fit. Các đội sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp và tổng cộng sẽ có 8 trận đấu diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sắp tới trên sân bóng đá khu chung cư Vạn Tường. Trên tinh thần quyết chiến cho ngôi vị quán quân, hiện các đội đều tích cực tập luyện nội bộ cũng như bắt cặp giao lưu với các đội khác để vừa tập luyện vừa thăm dò thực lực của đối thủ. Các trận sẽ diễn ra theo thời gian chuẩn 90 phút và sau đây là lịch trình thi đấu cụ thể của các đội. Vòng loại ngày 1 tháng 10, trận 1, HRSG gặp FSD, trận 2, Boiler gặp Man of Fit. Vòng loại ngày 8 tháng 10, trận 3, MHS gặp QAD, trận 4, Design gặp BSD, trận 5 ngày 15 tháng 10, đội thắng trong một trận sẽ gặp đương kim vô địch Water. Vòng bán kết 1, tức trận 6,
sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 giữa đội thắng trận 2 và đội thắng trận 4. Vòng bán kết 2 tức trận 7 sẽ diễn ra giữa đội thắng trận 5 và đội thắng trận 3 vào ngày 22 tháng 10. Sau đó, hai đội thắng trận 6 và 7 sẽ tranh ngôi vô địch trong trận chung kết tức trận 8 diễn ra trong sự kiện lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và lễ hội đoàn kết một lòng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11. Sáng ngày 24 tháng 9, đại diện Dusan Vina đã tham dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Nghề Việt Hàn Quảng Ngãi. Trường Cao đẳng Nghề Việt Hàn Quảng Ngãi là một trong năm dự án thành phần thuộc dự án xây dựng năm trường cao đẳng nghề sử dụng vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc với công suất thiết kế 1.000 đến 1.200 sinh viên trên một năm. Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ngãi có vốn đầu tư từ 258 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào cuối tháng 4 năm 2014. Và đến nay, trường đã hoàn thành được một số hạng mục quan trọng đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo. Dusan Vina là một trong những đối tác quan trọng của nhà trường khi đã ký kết biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo và tuyển dụng ngay từ khi nhà trường đang còn trong giai đoạn xây dựng. Ngoài ra, để đảm bảo việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, nhà trường cũng đã ký kết hợp tác với một số doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh như Công ty Cung ứng Lao động Quốc tế Dịch vụ Inmasco, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Hải Phòng, tuyển dụng lao động xuất khẩu tại Nhật Bản. Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ngãi nhận đào tạo 12 ngành nghề và hiện do ông Lê Trữ làm hiệu trưởng. Trong kinh doanh, mỗi người đều có cơ hội như nhau, nhưng chỉ có những ai có đầu óc linh hoạt, biết tận dụng cơ hội và vận dụng tốt nguồn vốn có sẵn mới dễ dàng thành công. Đói quá, còn có vài xu lẻ thế này thì ăn được gì chứ? Ồ, một con bọ cạp. Không ngờ con bọ cạp đó cũng bán được một đồng bạc. Mình gặp may rồi, đi ăn thôi. Bây giờ mà mua bánh thì sẽ hết mất. Trời, khát nước quá. Giá như có một cốc nước pha mật ong thì chỉ cần một cốc là đủ. Khát nước quá. Nghỉ tay uống nước các bác ơi. Nước mật ong ngon và bổ lắm. Chà, mát thật. Đây, gửi anh tiền nước. Vâng, cháu cảm ơn bác. Trận mưa hôm qua làm chết cả vườn hoa rồi. Thế là lỗ vốn hết mà còn mất công dọn dẹp nữa. Nếu như bác cho tôi toàn bộ chỗ hoa, lá và cành dập gãy này, tôi sẽ thu dọn khu vườn thật sạch sẽ. Này anh, chỗ cành khô này anh có dùng không? Bác cần nó ư? Tôi sẽ để lại rẻ cho. Chỗ cành khô này có thể làm củi đốt rất nhạy. Tôi sẽ trả anh 16 đồng. Cho xin chén nước cho em. Dạ, mời bác ngồi. Mấy ngày tới sẽ có một nhà buôn ngựa mang hơn 400 con ngựa vào trong thành. Chắc chắn ông ta sẽ phải dừng tại đây nghỉ chân. Hay, hay. Chàng thanh niên sau khi biết tin đã gom hết tiền đi mua cỏ. Đây là số cỏ ông cần. Đây là 1.000 đồng bạc. Anh rất xứng đáng có chúng. Tay dần đấy. Giờ ông ta giàu lắm. Giả bù cho ngày xưa một xu cũng chẳng có. Ông ta giỏi thật. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Bản tin trưa nay của Dusavina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusavina DVTV V7N75. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusavina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isua với từ khóa Dusavina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.